tự bôi đi giả phá cơn sầu. Nửa sĩ qua cầu sao mà vẫn chưa vơi. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Con gái làm sao bằng con trai được, phải không thần men? Vậy mà ai đấy cũng khen, rang lên tư no, rang thêm đứa nữa thành Ngũ Long công chúa. Long này chắc là long bông á, nuôi lớn gã mẹ nó hết trơn cái trọi rồi, lấy gì Ngũ Long công chúa. Ông trời ơi, lại trời già sinh tí kia mà con trai, sao ông nơi lòng cắt bất chẳng cho người tôi thằng nào. Làm liền mà bốn đứa gái không, sao tôi no này xui quá. Ông trời ông ở đâu, ông trời ông ở đâu, ông trời ông ở đâu? Ông ở đây nè. Hả? Trời xuống muốn có con trai phải không? Mô Phật, ông tới ngay đây. Trời ơi, con mừng quá. Ê, giỡn mặt hả mày? Tới giờ ông chịu vô còn chọc tao hả? Nè, ngồi xuống đây, mận cái coi. Gì vậy? Văn mày, mồi gì vậy? Nữa, cũng ba cái thứ này nữa. Ê, đừng có nói cái giọng ứa gan nha mày. Hôm kia tao bắt được con lươn to tổ chảng luôn, con rùa nữa, nó có trứng nữa, trời ơi, ngon lành lắm. Tao nấu canh chua rang muối kiếm mày gần chết. Hôm qua tới nay không thấy cái mặt bóc mày đâu hết. Thì anh thông cảm cho tôi. Cái gì, thông cảm gì? Mày làm gì vậy? Tôi có chuyện bí mật. Có chuyện bí mật? Mày nhìn mày kiếm ai à? Tôi cảnh giác trước khi nói cho anh nghe. Cái chuyện này đã lắm. Thằng mày đặt cảnh giác nó đại cho rồi. Bí mật cái gì? Nói nhỏ. Cái gì? Mấy ngày nay nè. Tôi ở bên nhà hai danh vui lắm. Ba kè. Gì giật mình vậy cha? Bên nay tao mới biết cái mặt mày á. Biết cái gì? Bây giờ mày nói cho tao biết, tao có phải bạn mày không? Anh này nói mấy kỳ, thân nhau từ nhỏ đến giờ. Sao mày lại bỏ tao đi một mình là sao? Anh phải nên thông cảm, tôi đâu có vậy đâu. Ngặt nổi cái chuyện này, hở là chết liền. Vậy mày chẳng tin tao chứ mày bạn làm chi? Nóng nữa. Cái mặt nóng sao được? Đừng có nóng, từ tôi nói cho anh nghe đầu đuôi gốc ngọn nè. Tôi thì trai bày, anh thì gái lũ phải không? Hai thằng có tâm sự giống nhau phải không? Nãy giờ sao? Thì bây giờ tôi mới đi trước một bước nè, rồi tôi hướng dẫn anh theo sau chứ đâu có bỏ anh đâu. Mày nói cái gì lạ vậy? Mày nói tao không hiểu gì hết trơn trời. Trời ơi, có gì lạ, anh chậm hiểu quá. Là anh muốn có con trai, tôi muốn có con gái phải không? Chuyện đó có gì đâu bí mật. Trời ơi, sao bí mật? Mấy bà biết là chết liền cả đám đó. Bình thường thôi, có gì đâu sợ mấy bà. Trời ơi, gì bình thường cha nổi. Nếu bình thường tôi nói làm cái gì? Lỡ ra đổ bể tùm lum tà la chết anh ơi. Làm sao tụi mình chịu nổi sư tử Hà Đông? Mình đâu có làm lỗi gì, sao mày sợ diễn dông? Mình mong gái trai gì, nói vợ mình đẻ thôi. Trời ơi, phải rồi. Muốn gái hay trai nói vợ mình đẻ thôi. Đó, sao anh không biểu vợ anh đẻ cho anh con trai đi? Đẻ ăn chi một loạt là con ngon, con lành, con ráng nữa. Trời ơi, bốn đứa con gái. Trời, mày nói tao mày có hơn gì tao đâu. Sao mày không biểu vợ mày đẻ gái đi? Để ăn gì một loạt con trai rồi đặt tên giỏi quá thêm hoài. Đó, chính vì vậy, chính vì lý do đó đó. Đó, tôi mới biểu anh danh kiếm cho anh thêm một bà hai để anh tù ti tú tí kiếm đứa con trai. Hả? Dừng mình với cha. Gì vậy? Mày biết mày nói câu này rất là nguy hiểm không? Sao nguy hiểm? Trời đất ơi, mày ăn nói gì vậy? Mày có gì khó hiểu đâu, có gì nguy hiểm đâu. Người ta nói á, là muốn đổi đầu con thì phải lập phòng nhì đã, để khỏi bị bà lớn đì. Thì ra mày rủ tao đi kiếm bà nhỏ phải không? Nhỏ. Bà nhỏ thì nói nhỏ, anh nói lớn bà lớn nghe được sao? Tôi đã lo cho anh hết rồi. Tôi á, thì con tư cua, còn anh á, là con ba ẹo. Nín mày! Cái đồ phản bội! Gì kìa? Trời ơi, tôi lo cho anh tự nhiên chửi ta phản bội à. Gì kìa hả?
Mày có biết là biết gì? Ba càng mà dính giới từ cua, có ngày mà bị vợ quay xua râu gái càng. Đừng lo mà kinh lắm anh ơi, kinh mấy rồi rồi cũng đổ bể tầm mà lập. Vợ mày mà nổi máu cái hoàng, trời ơi mà kinh khủng. Cha này cha phải vô trách làm chi, tôi đang mà đang nổi hứng, ông nhắc mà làm tôi rung. Thằng quay thay vai mất rồi, vậy mà làm tàn đôi kiếm bà hai. Để cha nhắc tới tôi đây mới rung, mày sợ vợ qua mới nói đã rung. Không phải tôi sợ vợ đâu ông ơi, nhưng mà chẳng thà là anh đừng có nhắc. Nếu mà anh đừng có nhắc á, thì mấy mương tôi cũng lội, mấy đường tôi cũng qua. Vậy sao rung? Nhưng mà tại vì anh điểm trúng cái sợi dây rung của tôi không rung sao được. Trời ơi, tôi tưởng tượng nha anh. Tôi tưởng tượng mà gương mặt của bà mà đằng đằng sát khí, bà cầm con dao, bà bóp. Khủng khiếp. Có gì đâu mà khủng khiếp. Hai chị em tôi là vậy đó. Trời, trời ơi. Chị Tư, chị... Hai ông một vuột làm tình làm tội, chị em tôi cắt thẳng tay. Trời ơi, anh Tư ơi, tôi rợn tóc gáy hết rồi anh Tư ơi. Tao có thua gì mày đâu. Tao cũng dựng đứng hết rồi. Mấy ông mà sợ ai? Có dịp gặp của lạ là mấy ông đốp liền hả? Ê, không phải nghe, cái chuyện đó là thằng Ba Càng à. Chứ tôi không có gì ra mà bà đòi à. Lên! Tính đổ thừa hả? Tội ai làm nấy chịu, không được đổ thừa cho ai hết. Nhưng mà có sao để vậy đi. Trời ơi, chết tùm lum cả đám bây giờ nội ơi. Mày, ông còn muốn tôi đối xử như thế nào nữa hả? Hả? Thôi. Có tịch là rụt là thấy ông. Không phải. Ông đã vui dập đời quá của tôi tàn tạ như gì nè. Ông có thương tiếc gì đâu mà ông nói. Sương chớ, ôi nín đi nín đi cưng, đừng khóc nữa, mai vẫn đi chùa. Tại hả? Thôi á. Ông là con người ích kỷ. Mày ích kỷ. Ông nín đi. Nín thì rồi. Đừng rù rì thủ thi mà chi, khi tôi đây đã quyết định sao cùng. Không trùng tay, không trùng tay thì đời em chấm hết. Thời ơi, tao thành quảng quan là tại mày. Sao bỗng nhiên anh đổ thừa, anh là anh còn tôi là tôi. Thiếm ba cũng quyết định rồi. Trời ơi, bà cũng quyết định vậy hả chị Tư? Y chang. Trời ơi, thôi rồi. Gì vậy? Trời ơi. Anh Tư no ơi. Cái gì vậy mày? Bởi hai đứa mình thế thảm rồi anh Tư ơi. Ghê không? Khi hai bà cùng quyết định tạm nó anh Tư ơi. Bà ơi ấy, tại ai chẳng chịu một cứ đòi hay. Chưa thiếm thực đã bị hai bà đòi em. Nến đi à. Trời ơi, thôi. Anh làm tôi giật mình Tư. Bộ tính diễn như vậy đang tôi sợ hả? Hả? Dẹp đi. Dạ. Bỏ cái vụ cười đó đi. Biết sợ thì đừng có sấn tới. Đêm qua đó, tôi thấy cô tí nhà nó mỉm cười á, tôi thấy nằm mơ thấy vợ với cô tí vậy, thương cái sợ luôn. Chắc kỳ này dẹp. Gái trai gì cũng én, không có kỳ này kỳ sau gì hết á. Trời ơi, tôi rớ nhầm ác phụ rồi trời. Ông ác nam thì có. Hả? Đẻ gái đầu lòng, ông chồng thêm đứa nữa,
chưa kịp nguội lửa ông bữa một phát cái sinh đôi. Năng nỉ ỉ ôi, bây giờ tôi phải ỉn cái bụng như vậy nè, ông còn chưa chịu nữa hả? Chị Tư ơi, chị bình tĩnh, chị phải thông cảm cho ảnh. Ờ đúng rồi, chú có lời cho chú đi. Còn ông, cái tên bốn gái ngon lành mà ông vẫn cà nánh làm cho tôi phải ôm banh lần nữa cũng tại cha ba cạn này hết trơn á. Đúng rồi. Gì vậy? Trời ơi trời ơi, tự nhiên gây qua tôi à trời. Gì vậy? Đúng rồi đi trời ơi. Không phải sao? Nè, chú đẻ làm chi mà bốn đứa con trai giỏi quá thêm hoài làm cho ổng nhãi này nên bụng tôi mới chăn ban lặt lè như vậy nè. Cái vụ này là của ảnh chứ bộ. Nhưng mà thủ phạm chính là chú. Hả? Cái gì? À, ai thủ phạm? Chuyện này có mày nữa sao? Trời ơi. Hả? Anh Tư ơi, anh Tư, bình tĩnh anh Tư No ơi, bình tĩnh Tư No. Là anh hiểu lầm rồi, Tư No ơi. Trời ơi chị Tư. Chị ăn nói kỳ cục vậy chị Tư. Chị nói vậy rồi anh ghen anh đánh tôi sao? Ông phải ghen chứ. Hả? Gì vậy trời? Tôi phải ghen. Cái gì vậy? Kỳ cục cả. Bởi ông chỉ có ngon lành ráng nữa, còn chú thì giỏi quá thêm hoài không được như chú, nên hằng đêm ông nhèo nhèo bên tôi. Em ơi em rồi cười hi hi. Ráng thêm một thằng cho nhà ba nuôi dòng, ai dè sanh ra tay bà giang không tới nơi. Giống ông gieo trồng sao đổ thừa túi chứ. Trời bất công không điều thừa gái trai nên tôi mới khổ. Chiều mấy ông chị em tôi lộ, mỗi lúc lâm bồn là đau thấy đời. Vậy mà mấy ông chăng ờ thì mình thông cảm ráng lần này nữa đi. Không ráng thì cái bụng nó cũng the lè rồi, thông cảm cảm thông cái gì nữa. Chị Tư ơi. Gì? Tôi nói chị nghe không, mấy chị ráng cho ảnh đứa con trai đi, nói dòng nói giống đi chị Tư, anh mừng lắm á. Ờ ổng cần con trai để nói dòng thì phải rồi, còn chú kiếm con gái để nói cái gì thì hả? Nói cái gì thì nói giống nói âm dương. Trời ơi, mày có sao không ba càng? Nói âm dương là nói sao chú nói tôi nghe coi. Vậy là chị không hiểu rồi. Bây giờ chị nghe tôi hỏi nè. Hỏi đi. Nếu không có anh Tư thì chị có đẻ được không? Dĩ nhiên là không rồi. Đó, chính vì vậy đó. Em hỏi chị là cái bóng đèn điện á, mà có dây nóng mà không có dây nguội làm sao nó cháy được? Phải có dây nguội dây nóng nó mới cháy chứ. Giống như mình phải có âm có dương để nói dòng nói giống chứ phải không? Chú giống hồng thì có. Phen này dứt khoát không có nhượng bộ nữa. Đợi tôi xuống bếp một lát đi rồi sẽ biết. Xuống bếp gì vậy? Bà bếp làm gì vậy? Không trả lời. Không trả lời là nguy hiểm rồi anh Tư ơi. Vậy là chị xuống bếp chỉ lấy dao hả anh Tư? Hả? Xuống bếp lấy dao? Chết cha rồi. Bây giờ tính sao đây ba càng? Đúng. Anh đừng có rung nó lây qua tôi thấy không? Rung hoài à, từ từ tôi tin chứ. Trời ơi. Ủa, kỳ vậy cả. Ủa, đâu phải vợ mình đâu mình rung. Vợ con chả mà mới gì mình rung. Ê, anh Tư No. Tao đang rung rồi, mày kêu gì? Anh không rung mà phải bình tĩnh. Mà đã bình tĩnh thì anh không được rung. Tao đâu có rung mà tự nhiên gần nó giật. Đã kìm hết cỡ mà liêu quyêu chặn tay. Đớp tiếp men cay tụi mình tinh kê. Trước phải thủ thế là đứng ông chồng. Mấy bả siêu lòng mình tiếp tục tấn công. Anh nghe rõ không hay là anh nghe không rõ? Tao nghe không rõ gì. Tao nãy giờ tao rung trời ơi. Tới nước này rung gần chết rồi. Mày còn tính đèo bồng nữa sao ba càng? Chứ sao? Nếu hai bả lần này mà không thực hiện đúng kế hoạch của mình á, dẫn bổn củ soạn lại thì mình mượn bà khác đẻ đó. Ninh, trời ơi, đừng có nói lớn. Trời ơi, dai nhất hà, đúng là đồ trâu bò mà. Bà càng ơi, bà chửi. Được rồi, mày dai thì bà sẽ dần 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 cho mày bèo.
gì á hoài vậy chăng? Chết rồi bà Càng ơi, mày nghe bà nói gì không? Mình mà lãng quảng thì bà chỉ dần cho mình mềm đó, nghe chưa? Ủa gì kỳ vậy ta? Mình nói chuyện mà bà rình bà nghe sao anh Tư? Ha, lớn nhỏ gì tao cũng cắt hết á. Trời ơi, nói nhỏ mà bà cũng nghe nữa. Nguy rồi bà Càng ơi. Chết rồi. Chị Tư mà biết được thì chắc vợ em cũng phải biết. Không xong rồi trời ơi ơi. Cho lửa lớn cỡ nào cũng xong ngay. Trời ơi kinh khủng. Bà nghe hết chết chà chết chà. Phen này chắc hết mong hết mong. Lửa to thiếu bà tôi. Rồi trời ối thôi đâu ơi. Trước tiền bà đem đi dành. Kế thì gắt lửa to đốt sao. Ôi khủng khiếp tính sao nó ổn đầy. Nhát gan nhát gan. Từ từ nghe tôi từ từ. Để coi mấy bà tính sao. Mấy bà phản ứng ra sao. Hãy bình tĩnh kéo ta lo đuôi. Nhưng rủi vợ tao nó làm dữ rồi sao? Không có dữ đâu. Chút chút đủ hai ông thôi. Trời ơi, bà làm gì vậy? Ông. Hả? Ông sao vậy? Nãy giờ bà dần cắt xào dĩa mồi cho hai ông nè. Gì kìa? Ờ. Nãy giờ không phải cái vụ dao hả? Cần gì dao? Dĩa thịt bò này đủ hỏi tội rồi. Hú hồn hú vía trời ơi. À, chuyện gì vậy? Hay là mấy ông cần dao, muốn là có ngay à? Thôi vợ ơi, có chuyện gì từ từ nói dao làm chi. Lại đây, anh Tư, lại đây nói nghe nè. Mày lâu tao lại đây làm gì vậy, hả? Nói nhỏ, trời ơi chưa gì hết mà anh ló đuôi rồi anh Tư. Trời đất ơi, bà không xài dao mà dĩa thịt bò thấy có vấn đề không? Bà thấy không? Chắc là bà bỏ thuốc chuột vô đó rồi. Ghê hả? Anh nói tầm bậy. Không lẽ vợ anh thuốc em? Trời ơi. Ờ ha. Không lẽ là thuốc mày? Thuốc tụi mình để bà ở giá hay sao? Bỏ mấy đứa con lại ai nuôi? Thấy không? Ờ có lý hay. À như vậy là mình lấy cơ hội này, mình hiên ngang, mình mạnh dạn lên cho mấy bạn ngán lại anh Tư. Ha, hai ông rù rì đã chưa? Lo cho ăn nhậu còn đợi mời thỉnh nữa làm sao vậy? Để đó. Bác à, ngồi vô này. Dạ. Rớt miếng rượu mà nhậu chơi. Hãy uống uống càng ly. Càng xong ta chớp. Ta đớp miếng mộng vô. Ôi cha mồi quá ngon. Quá ngon thì tiếp tục. Ngạn học đừng than. Trên trời gánh. Tuổi này đâu có ngang. Đã chờ chờ tới cha. Đúng rồi. Chồng tôi bữa nay cả ba càng cũng lên gần. Đời hai chúng tôi lúc nào cũng quay hùng. Mấy ai bằng ba càng tính no. Ba càng no càng no. Phải rồi. Mấy ông lúc nào cũng hơn thiên hạ mà. Chuyện bây giờ mới biết anh sao? Muộn rồi chăng? Không có muộn đâu. Chuyện bây giờ mới kể mà. Hai ông nhất làm ruộng làm rẫy. Uống rượu ra còn nhứt con bầy con đống nữa. Hào con là của trời cho, ai mà không có nó gây mò. Ngầm thơ, ngầm thơ. Anh Tư nói hay quá. Đặt uống rượu vô. Đúng, hào con là thế hào của. Có ai nhứt bằng tụi này đó chị? Nhưng có. Có cái nhứt mà hai ông sắp mang quà mà không biết đó chứ. Có cái... Gì chị? Chị nói gì mà ghê vậy chị Tư? Có gì ghê đâu. Nè, tôi rất đầy rượu đây. Ôi cái chuyện gì nữa đây? Hai ông mau uống, uống càng gấp bội đi. Trời ơi cái chuyện gì đây? Hai ông quá lòng muốn động xuân. Bài trò trừng mở thật là hết cỡ chết dở phen này. Bà kia chơi nên nói càng nào đâu chứ cơ đâu. Ông làm gì được tôi? Tôi đục bà phù mỏ cho tôi càng gian. Chuyện có gì đâu. Chị Tư đừng ghen. Không ghen sao được. Đâu phải mình ơn tôi. Thiếm bà rõ. Anh là đầu sỏ nên mới quỷ
này quá lắm rồi. Tôi làm gì mà để cho chị tư xử tôi chứ? Chú Hiền, chú đâu có làm gì đâu ha. Chị thấy đó. Nè, con cua nó bò xuống hang. Gì cua? Nó đưa tam cẳng với hai cái càng. Ba lần ẻo lại ẻo qua, càng nó nhờ hai danh lo. Sao xử được chưa? Không có, nghe cái chuyện này không có. Càng xuống tôi ra bởi tôi à, càng á. Trời ơi, cái thằng cha mất dịch này nhát quá trời, chưa đánh thì đã cay. Tội hai ông vậy là quá rõ ràng. Trời ơi, mới khởi đầu đã bể bạc tan tác. Vì mới cơ sau đã chưa gì bể bạc. Đó cũng là cái hên, nếu không còn thê thảm hơn. Không có gì xui mà không có gì thê thảm hết á. Tôi đã quyết định rồi, làm cha làm chồng là tôi phải có quyền à. Đúng, làm cha làm chồng thì tôi phải có quyền à. Cái gì? Quyền hả? Quyền là khi nào mấy ông hiền à? Đằng này mấy ông quậy chị em tôi tá lả, tới nửa chục mà vẫn chưa vừa lòng. Trong khi người ta nói dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Bà đừng có lớn đi với tôi, tại vì bà chưa đẻ cho tôi thằng cốt đột. Sao? Bộ gái không phải là con sao? Không. Đứa trong bụng lần này chưa biết là trai hay gái. Mấy ông đã đèo bồng thả dê chạy rong coi được không? Hai chị em tôi đã quyết định rồi. Thế ba. Kêu trời bất kêu. Chuẩn bị. Đừng ghét trời ơi. Đừng ghen mà, bà đừng làm bậy ghen, bà đừng làm bậy. Trời ơi, bà ơi, bà mở ra, từ từ nói chuyện nha bà, đừng có làm bậy nha bà. Gì vậy trời ơi? Biết sợ thì ngoan ngoãn đi, tùy mấy ông chọn hè, đầu đớn đau nổi gì, cắt hắt nhẹ nhàng. Đang sợ mà chọt cho quay à. Tôi lại bà, tôi lại. Trời, bà cười hoài mà không nói cái gì cười. Không phải gì đâu hai ông ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái chuyện động trời vậy mà chị Tư cười được hả chị Tư? Không phải. Nghe nói nè, vô bệnh viện á, người ta chỉ chận cái ống sản xuất con của mấy ông lại thôi, chứ đâu có cắt luôn đâu mà mấy ông sợ. Ủa? Cái gì vậy hả? Anh Tư có ống không? Hả? Ai lại không có ống nè? Nó bậy à? Hai ông sao? Hả? Tưởng gì ghê gớm lắm, có gì đâu anh Tư. Bởi vậy. Vậy gan á. Thôi. Đứng cái vụ ẻm cái gì này đâu có sợ. Thôi là mà nín đi bà, mới nhân nhị gì nữa hết á. Con nào cũng là con, đứa có hiếu là có hiếu hà. Nhiều quá vậy không xuể rồi nó sanh tâm bậy bạ còn mệt thêm nữa. Ha. Biết rồi. Tôi chịu rồi. Mày chịu không ba Càng? Trời ơi anh Tư ơi, em tưởng đó là không còn đàn ông nữa chứ. Ai nhà như vậy thì có gì đâu anh Tư. Ảnh hả? Đâu có sao. Vậy là mình quyết định mình ảnh ra. Ảnh liền. Vậy là hai ông chịu rồi ha. Thím ba ơi, chuẩn bị. Gì vậy? Kêu thím ba làm gì vậy? Dọn tiệc ăn mừng chứ làm gì.